Đấu phá thương khung phần 6 tập 108. Ở cuối tập trước, Tịnh Liên Y Hỏa đã hằng thế, bởi vậy tất cả các thế lực siêu cấp khắp cả đấu khí đại lục đều thể tự tại đây. Dược tộc cũng nằm trong số đó, dẫn đầu chính là Dược Vạn Quy, Dược Thiên, Dược Tài hàng đầu của Dược tộc cũng có mặt. Vừa xuất hiện đã lên tiếng khinh bác Dược lão, Tuy Viêm thân là đồ đệ, sao lại có thể đưa mắt đứng nhìn? Bởi vậy liền lên tiếng đáp trả. Dược Thiên tâm cao khí ngạo thấy Tuy Viêm bố láo liền muốn xuất thủ dạy dỗ. Trong tập này chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thời khắc này, nhìn cơn sóng linh hồn cuồn cuộn ập tới, Tuy Viêm chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt thu liễm lại, sau đó dán mắt chăm chú của mọi người xung quanh, hắn giơ bàn tay lên trước mặt nhẹ nhàng nắm lại. Rắc, cả nắm tay này không hề có chút dao động đấu khí nào, nhưng sóng linh hồn bên mông kia lại trực tiếp bị bóp nát trong mắt kinh ngạc của mọi người. Nhất tình đấu thánh, linh hồn thiên cảnh hậu kỳ mà cũng dám thay mặt sư phụ dạy dỗ ta, đúng là không biết sống chết. Một chữ này dễ dàng bóp nát sóng linh hồn có thân thế kinh người kia. Khuôn mặt của Tuy Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, bước tới một bước. Tay của hắn nắm lại thành quyền đánh về phía Dược Thiên, khi tên này còn đang đầy mặt kinh hãi. Cùng lúc một quyền của Tuy Viêm phát ra thì một đạo quyền ấn linh hồn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phía trên đó còn dày đặc một loại tinh thần kỳ dị giống như là thực chất. Quyền thế của Tuy Viêm vừa ra thì một luồng y áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ lấy đó làm trung tâm bùng phát dữ dội. Thiên cảnh đại viên mãn, cảm thụ được uy áp linh hồn này, cả phiến thiên không nhất thời khiếp sợ, không còn một tiếng động. Từng ánh mắt rung động nhìn thân ảnh hơi gầy trên trời, hiển nhiên họ không thể nhìn được với từng ấy tuổi mà đã có thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Làm sao có thể như vậy? Và lúc này sắc mặt của ba người Dược Vạn Quy kịch biến, thiên cảnh đại viên mãn cho dù là Dược Vạn Quy cũng chưa thể đạt tới. Còn Tuy Viêm thì sao? Mới ngần này tuổi sao có thể làm được việc này? Tốc độ một quyền ấn cực nhanh, chỉ vừa hình thành đã áp sát Dược Thiên tầm một trượng, uy áp linh hồn kinh khủng ập tới. Nếu trúng một quyền này thì linh hồn của Dược Thiên sẽ bị thương không nhẹ. Tiểu bối, người dám! Nhìn thấy Dược Thiên căn bản không thể nào tránh né công kích của Tiêu Viêm, sắc mặt của Dược Vạn Quy trầm xuống, hắn kéo Dược Thiên lại ném về phía sau. Cùng lúc đó đấu khí trong cơ thể bùng phát, va chạm thật mạnh với quyền ấn. Dược Vạn Quy lui về phía sau một bước, có thể ngạch kháng được linh hồn quyền ấn, thực lực của tứ tinh đấu thánh quả thật không thể xem thường. Vạn Quy trưởng lão, liên thủ giết tiểu tử này! Sắc mặt của Dược Thiên lúc trắng lúc xanh, hắn không thể ngờ rằng mình lại không đỡ nổi một chiêu của Tiêu Viêm. Đặc biệt trước sự trú mục của bao nhiêu người, những ánh mắt kỳ dị ấy giống như là dao găm hung hăng đâm vào người, khiến cho hai mắt đỏ sậm lên, phẫn nộ quát. Nhưng khi tiếng hét của Dược Thiên vừa hạ xuống thì không gian trước mặt của hắn bỗng nhiên dao động, linh hồn lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp mắt, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện với dung mạo giống hệt với Tiêu Viêm, linh hồn phân thân. Nhìn thấy linh hồn phân thân quỷ dị này, đồng tử của Dược Thiên co lại, đấu khí trong cơ thể tự động bùng phát như là phản xạ có điều kiện. Lúc này cho dù là Dược Vạn Quy cũng không thể cứu được hắn. Nhưng ngay khi đấu khí trong cơ thể của Dược Thiên bùng phát thì linh hồn phân thân trước mặt của hắn lại cường lạnh, vung tay ra tát một cái thật vang trong ánh mắt quái dị của những người có mặt nơi đây. Một tên thể vật mà cũng dám kêu gào trước mặt của sư phụ ta, cả tát này coi như là giáo huấn nho nhỏ cho ngươi. Trên bầu trời, thân thể của Dược Thiên cứng ngắc, đôi mắt tràn ngập nét khó tin. Lúc này khuôn mặt của hắn hiện lên một dấu tay đỏ chói cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người, mà trên khóe miệng cũng đã chảy xuống một vệt máu. Cả bầu trời lúc này bỗng im lặng một cách lạ thường, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này rồi chuyển hướng qua Tiêu Viêm đang cười nhạt. Trong lòng của mọi người thầm cảm thấy lạnh gáy, chủng tộc viễn cổ coi trọng nhất là thể diện. Tiêu Viêm dám hung hăng tát vào mặt của Dược Thiên trước mặt của nhiều người như vậy, có thể nói cái này còn ác độc hơn cả giết đối thủ. Ngươi dám đánh ta! Sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát thì rốt cuộc Dược Thiên cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt đỏ ngầu gầm lên nhìn chằm chằm linh hồn phân thân trước mặt. Một ngọn lửa giống như là dung nham chợt bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngưng tụ lại thành một con cự quy. Miệng con cự quy này có vô số răng đanh sắc nhọn như là đao, phía sau lại có một chiếc đuôi lửa cháy hừng hực. Quy Linh Địa Hỏa xếp thứ 13 trên dị hỏa bảng, không ngờ nó lại lọt vào tay của ngươi. Nhìn hỏa diễm cự quy khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu của Dược Thiên, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm hiện lên một nét kinh ngạc. Trong dược tộc quả nhiên có tồn tại dị hỏa. Chết đi cho ta! Hỏa Linh thành hình, sắc mặt của Dược Thiên càng lúc càng dữ tợn, hắn gầm lên giận dữ. Hỏa Linh khổng lồ kia bắt đầu di chuyển tứ chi của mình, chiếc đuôi lửa sắc nhọn ở phía sau không chút khách khí quét mạnh về phía của Tiêu Viêm. Những tiếng xé gió u chói tai nhất thời vang lên. Chút tài mọn. Thấy thế, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm lại cười lạnh, thân hình nhoáng cái đã tạo nên một con hỏa long dài nghìn trượng trên bầu trời. Đuôi rồng tùy ý vung lên khiến cho ngọn lửa trên người của Hỏa Linh ảm đạm hẳn, cả người nó phát ra một tiếng nổ mạnh bắn ngược trở về thân thể của Dược Thiên. Phụt! Hỏa Linh bị đánh tan, sắc mặt của Dược Thiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Quy Linh Địa Hỏa chỉ vẹn vẹn xếp thứ 13 trên dị hỏa bảng, trong khi đó Tiêu Viêm sau khi dung hợp 5 loại dị hỏa đã có thể tương xứng với 6 loại dị hỏa đứng đầu rồi. Thêm vào lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm vốn vượt xa Dược Thiên, cho nên đánh bại đối phương là việc dễ dàng. Khốn kiếp! Tuy Viêm giao thủ với Dược Thiên chỉ diễn ra trong giây mắt, Dược Vạn Quy lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy Dược Thiên bị thương nặng, sắc mặt hiện lên một vẻ giận dữ, thân hình lướt đi một cái đã xuất hiện trước mặt của linh hồn phân thân, giơ tay chộp ra một chảo, không gian trước mặt một chảo này bỗng sụp đổ. Đối mặt với đòn công kích của Dược Vạn Quy, Tuy Viêm không trực tiếp cứng đối cứng mà thân thể bỗng nổ tung, phân tán thành nhiều luồng linh hồn lực, sau đó tụ hợp về trong cơ thể bản tôn của Tuy Viêm. Tuy Viêm, người muốn chết! Một trường thất bại, Dược Vạn Quy đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tuy Viêm nơi xa, thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện trước mặt của Tuy Viêm đánh ra một quyền. Hừ, lão quỷ, thật nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây người lớn nhất chắc? Nhìn thấy Dược Vạn Quỷ là một lần nữa tấn công, khuôn mặt của Tử Nghiên trầm xuống, bước ra chắn trước mặt của Tuy Viêm, ngọc thủ của nàng nắm chặt lại rồi đấm ra một quyền. Một con cự long màu vàng rực rỡ bỗng xuất hiện từ nắm đấm đó và chạm mãnh liệt với đòn tấn công của Dược Vạn Quỷ.
Hai vị tử tình đấu thánh giao thủ, tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nơi hai nắm đấm va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ trong phạm vi trăm dặm đều biến thành hư không đen nhánh. Kinh khí va chạm khiến cho thân thể của Dược Vạn Quy trực tiếp bị chấn bay và liên tục lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, sắc mặt âm trầm nói: "Thái hư cổ long." Cước bộ Tự Nhiên cũng lùi về sau hai ba bước, nhưng lập tức đã ổn định lại. Bàn về cứng đối cứng thì trong các cao thủ đồng cấp, nàng không cần phải sợ ai. Thái hư cổ long vốn vô cùng cường hãn, hơn nữa nàng có thể chứng cường hãn của Long Hoàng. Tuy cấp bậc của nàng chỉ bằng Dược Vạn Quy, nhưng nếu Tự Nhiên thực sự muốn thu thập hắn thì cũng không phải là không thể. Lão già chết tiệt kia, được đằng chân còn muốn lên đằng đầu à? Tự Nhiên khẽ phủi phủi bàn tay cười lạnh nói: "Ngươi." Nghe vậy, Dược Vạn Quy như muốn nghẹt thở, khuôn mặt xanh mét, vừa muốn gầm lên nhưng lại bị Dược Linh, người vốn không nói một lời kể từ lúc bắt đầu giữ chặt lại, hướng về hắn khẽ lắc đầu: "Vạn Quy trưởng lão, chỉ là tranh chấp giữa hậu bối mà thôi, với bối phận của ngươi mà nhúng tay vào chuyện này thì có chút mất mặt đó." Lúc này Huân Nhi cùng mỉm cười đột nhiên mở miệng nói: "Ta nghĩ mọi người đều nhường nhau một bước đi, mục đích chính của tất cả chắc không phải là đến đây để tranh đấu lãng phí khí lực chứ? Như thế nào, cổ tộc cũng muốn giúp hắn sao?" Nhìn thấy Huân Nhi Tự Nhiên lại bước ra nói chuyện, cơ mặt của Dược Vạn Quy cũng hơi co lại, cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Dược Vạn Quy, tiểu thư nhà ta chỉ lấy việc nói việc thôi, nhà ngươi đừng nên không biết phải trái." Một lão giả mặc lam bào phía sau Huân Nhi cũng hơi nhướng mày thản nhiên nói. Nhìn thấy lão giả kia, Dược Vạn Quy đành phải oán hận vung tay cho qua chuyện. Hắn dĩ nhiên nhận ra Cổ Nam Hải so sánh thực lực với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu bọn họ thực sự trợ giúp Tiêu Viêm lại thêm vào Tự Nhiên bên cạnh, ba người này gộp lại thì bên họ thua thiệt ngay. Cho nên lúc này hắn chỉ đành phẫn nộ hư lạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Dược lão cười lạnh nói: "Hai người các ngươi đừng quá đắc ý, Dược tộc ta tuy vốn trầm lặng nhưng muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta thì cũng phải có chút bản lãnh, còn không e rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp đâu." Tiêu Viêm chỉ cười cười không nói gì. "Dược Vạn Quy, Dược tộc do người cầm quyền là nỗi bất hạnh của cả tộc, ngày sau nhất định ta sẽ đi tới Dược tộc. Ta vốn chẳng còn quyến luyến gì về Dược tộc cả, nhưng ta nhất định sẽ khắc tên phụ mẫu ta lên tấm bia dòng họ." Hai mắt của Dược lão nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy chậm rãi nói: "Tấm bia dòng họ không ghi tên những kẻ tầm thường, đừng nói cho mẹ của phế vật như ngươi, cho dù là ngươi cũng chưa có tư cách lưu danh trên đó đâu. Tốt nhất ngươi đừng si tâm vọng tưởng." Nghe vậy Dược Vạn Quy cũng cười chăm chọc nói: "Lão thất phu, ngươi thật tưởng rằng hôm nay ta không hại được ngươi à?" Sắc mặt của Tiêu Viêm âm trầm, thanh âm tràn ngập sát khí hung hãn. Hắn vốn coi Dược lão như cha, sao có thể chịu được cảnh Dược lão bị vũ nhục, mà hôm nay lão quỷ Dược Vạn Quy này lại luôn miệng chửi bới. Dường như cảm nhận được sát ý của Tiêu Viêm, hai mắt của Tử Nghi bên cạnh cũng lóe ra quang mang, nhìn chằm chằm về phía Dược Vạn Quy, chỉ cần hắn nói thêm điều gì xúc phạm thì nàng sẽ lập tức ra tay. "Ngươi!" Nghe được tiếng mắng lão thất phu của Tiêu Viêm, sắc mặt của Dược Vạn Quy xanh mét, vừa muốn mở miệng ra mắng thì gặp đôi mắt lóe ra hung quang của Tự Nhiên, tiếng nói chưa ra của họng đã bị nghẹn lại. Cục diện hôm nay bất tri bất giác bọn họ đã rơi xuống thế hạ phong. Hắn dĩ nhiên có thể cầm cự với Tự Nhiên, nhưng lúc này Tiêu Viêm đã thể hiện ra thực lực quá mức khủng bố. Nếu hắn muốn giết được Dược Thiên và Dược Linh, có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì lớn. Hai người này đều là trụ cột trong tộc, nếu xảy ra vấn đề gì hắn sẽ là người đầu tiên bị trừng phạt. Có sự cố kỵ đó, Dược Vạn Quy chỉ đành đút cục tức vào bụng, ánh mắt âm sầm quét qua Tiêu Viêm cùng với Dược lão rồi phất phất tay áo, mang hai người Dược Thiên Dược Linh thối lui ra xa. Nhìn thấy Dược Vạn Quy rốt cuộc lựa chọn chật vật lùi lại, mọi người xung quanh cũng khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đoàn người Tiêu Viêm. Hiển nhiên kết quả này không ai lường trước được, đến cả chủng tộc viễn cổ như là Dược tộc cũng chịu thì trong tay của họ. Sau khi ba người Dược Vạn Quy lui ra sau thì thân thể của Dược lão cũng hơi buông lỏng, sắc mặt khôi phục bình thường. Lão khẽ vỗ vỗ vai của Tiêu Viêm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài một tiếng. Năm đó, hắn luôn bảo hộ Tiêu Viêm, không muốn để cho hắn chịu tổn thương nào. Nhưng hiện giờ, vị trí giữa hai người bất giác đã bị hoán đổi. Nghĩ đến đây, thâm tâm của lão bất giác cũng hơi phức tạp. "Sư phụ, sau khi thu phục Tịnh Ly Y Hỏa, con sẽ theo người đi đến Dược tộc." Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, hắn lo lắng, sợ Dược lão một thân một mình đi tới Dược tộc. Dược lão chần chừ một lát rồi chợt gật đầu cười, nụ cười vui mừng xen lẫn nét hiền từ. Trò khôi hài lần này đã kết thúc theo sự rút lui của ba người Dược Vạn Quy. Đoàn người của Tiêu Viêm đã thể hiện ra thực lực sâu không lường được, khiến cho không ít cường giả và một vài thế lực để mắt tới. Đặc biệt là Tự Nhiên, tộc Thái Hư Cổ Long cường hãn không kém gì siêu cấp thế lực như là cổ tộc Hồn tộc. Sau màn kịch này, mọi người lại bắt đầu chú ý về nơi không gian bị sụp đổ kia. Nơi đó, quang mang trắng ngà đã gần giống như là chất lỏng rơi không ngớt xuống sa mạc, biến bên dưới thành một biển nham thạch nóng cháy, vô số khí nóng bọt khí thoát ra. Rầm rầm. Cứ thế chờ đợi, ước chừng 3 giờ sau, không gian sụp đổ kia đã khuếch tán đến hơn mười mấy trượng, thỉnh thoảng đã có thể nghe thấy một vài tiếng động kỳ dị phát ra từ bên trong. Vùng không gian kia vẫn tiếp tục lan rộng, cho đến khi đạt phạm vi gần trăm trượng mới ngừng lại. Qua đó, một khe hở màu trắng ngà đã thành hình tại chỗ không gian tan vỡ kia. Lúc khe hở đó xuất hiện, tất cả cường giả nơi đây đều đồng loạt mở mắt ra. Bọn họ có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đây đã tăng gấp cả trăm lần chỉ trong chớp mắt. Huân Nhi cũng mở đôi mắt mê người của mình ra, nhìn về Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, đã đến lúc động thủ rồi. Câu nói kia của nàng tự như là sở hữu một loại ma lực. Lời vừa dứt thì không gian xung quanh đã vang lên vô số tiếng rít gào, vô số luồng khí tức, thân ảnh cường hãn lao vút về khe hở trắng ngà kia. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cũng đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tỏa ra quang mang nóng rực. Tịnh Ly Yêu Hỏa, rốt cuộc đã đợi người đến được ngày này rồi. Tiêu Viêm ca ca, nếu những người này không đạt tới thực lực bán thánh thì bảo họ rời đi đi, muốn hàng phục Tịnh Ly Yêu Hỏa không phải cứ dựa vào số đông là được. Nhìn thấy vô số bóng người chen chúc lướt vào không gian kia, Huân Nhi quay đầu lại nói với Tiêu Viêm,
Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tuy ở đây đều là những cường giả nhất lưu trong liên minh, nhưng hiện giờ bên ngoài không gian không ít người trong số họ đã mồ hôi đầm đìa, thậm chí có người phải vận đấu khí để chống lại sức nóng. Nếu cứ lỗ mãng đi vào, chỉ sợ số người còn sống trở ra sẽ không vượt quá 10. Các ngươi trở về liên minh trước đi, nhớ gia tăng phòng thủ. Dược lão quay đầu lại trầm giọng quát. Rõ. Nghe vậy, rất nhiều cường giả trong liên minh như là trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp rồi nhanh chóng thối lui. Tuy hơi tiếc khi không thể tiến vào không gian kia tìm yêu hỏa, nhưng so với việc đi tìm chết thì nó lại không đáng chút nào. Với thực lực của bọn họ, dĩ nhiên biết rõ cơ hội sống sót của mình là bao nhiêu nếu xâm nhập vào chỗ đầm rồng hang hổ đó. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, chúng ta đi trước vậy. Cách đó không xa, Hoa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm. Sau đó dưới sự chỉ huy của Hỏa Diệu trưởng lão, thân hình lóe lên bay thẳng vào không gian bầu trắng ngà kia, biến mất không thấy tăm tích. Chúng ta cùng đi thôi. Nhìn thấy cường giả thuộc các chủng tộc viễn cổ đều cướp cơ hội tiến vào kia không gian, bàn tay của Tiêu Viêm cũng hơi nắm chặt lại, có chút gấp gáp nói. Tiêu Viêm ca ca, theo truyền thuyết thì tình lý yêu hỏa có thể lấy được những cảm xúc của nhân loại làm vật dẫn, từ đó tạo nên yêu hỏa trong cơ thể họ. Cho dù là linh hồn cũng sẽ bị yêu hỏa đốt thành hư vô. Cho nên sau khi tiến vào viễn không gian đó, mặc kệ huynh nhìn thấy điều gì, phải tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, không vui mừng cũng không đau buồn. Bất kỳ hỉ nộ ai oán đều phải tận lực khống chế. Nếu không, cảm xúc ấy sẽ làm mồi tạo nên yêu hỏa thiêu đốt bản thân. Huynh nhiên gật đầu chợt trịnh trọng nhắc. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm cùng với đám người dược lão cũng hơi thay đổi. Tình lý yêu hỏa quá mức thần bí, ngay cả đối với những luyện dược sư như bọn họ cũng không hiểu rõ về nó, cho nên ai cũng không ngờ rằng tình lý yêu hỏa lại cư nhiên có thể lấy cảm xúc của nhân loại làm mồi dẫn. Thủ đoạn quỷ dị như vậy quả không hổ danh yêu hỏa. Tất cả mọi người đều tự cẩn thận, đi thôi. Tiêu Viêm chậm rãi thở dài không nói nhiều lời, tay áo vung lên, thân hình chớp động hóa thành một tia sáng bay nhanh như chớp vào trong khe hở không gian. Đám người Huân Di cũng theo sát phía sau. Lúc thân thể tiến vào khe không gian, cả người của Tiêu Viêm cũng hơi căng thẳng, chỉ thoáng chốc họ đã xuyên qua. Tiêu Viêm nhận thấy không gian xung quanh bỗng trở nên phát sinh biến hóa, nhiệt độ thật là khủng khiếp. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm về không gian này là nóng như lò lửa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian ngập tràn hỏa diễm màu trắng ngà. Cả không gian đều tràn ngập loại hỏa diễm này, thậm chí hỏa diễm khiến cho hắn, người đã cắn nuốt năm loại dị hỏa, cũng cảm thấy khô nóng. Nhiệt độ đó bắt nguồn từ trong hỏa diễm màu trắng ngà kia. Trong lòng của Tiêu Viêm mấy động, dị hỏa trong cơ thể cũng chậm chậm trào ra, bao bọc cả người hắn. Lúc này nhiệt độ nóng rực như là muốn đun sôi cả máu trong cơ thể kia cũng mới dần giảm đi. Nơi này là không gian phong ấn tịnh lý y hỏa, nhóm người Huân Di đâu? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn không gian trống rỗng xung quanh. Hắn và cùng lúc với nhóm người Huân Di, nhưng sao tại đây chỉ thấy có mình hắn? Tiêu Viêm nhíu chặt mày, thân thể trôi nổi giữa không trung, cũng không dám chắc vào những ngọn lửa màu trắng ngà này. Hỏa diễm đó tuy không phải là bản thể của tịnh lý y hỏa, nhưng vẫn không thể kinh thường được. Huống chi chỗ này khắp nơi đều rất quỷ dị, tuy nhìn có vẻ yên bình nhưng lại ẩn giấu sát khí, cẩn thận một chút cũng không thừa. Rời khỏi đây rồi tính sau. Ánh mắt của Tiêu Viêm đã qua, mũi chân điểm một cái trên hư không, thân hình liền bay vút đi. Nơi này làm cho hắn có chút bất an, huống chi ưu tiên trước nhất là phải tìm được những người khác đã. Thân hình của Tiêu Viêm lướt qua biển lửa, bốn phía đều tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Tuy hắn có dị hỏa hộ thân nhưng vẫn cảm thấy da tay nóng rát. Trong không gian này, ngay cả không khí cũng bị bốc hơi, xung quanh hiện lên một nét hoang tàn không cách nào miêu tả được. Tiêu Viêm đã bay về phía trước gần 10 phút, nhưng càng phi hành, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Trên quãng đường đi dài chừng 10 phút này, hắn vẫn chưa hề thấy điểm cuối của biển lửa, cũng như không hề thấy bất kỳ bóng người nào. Cứ nhiên biển lửa này lại kéo dài vô tận như vậy. Mảnh không gian này rốt cuộc rộng bao nhiêu đây? Hay lúc chúng ta tiến vào đã bị truyền tống riêng rẽ đi các nơi rồi? Nhưng sau lúc xâm nhập, ta vẫn không cảm giác được dấu hiệu truyền tống. Tiêu Viêm cho mày, khuôn mặt hiện lên một nét suy tư khó hiểu. Phía trước có tiếng động, và lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì không xa phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Lòng của hắn cũng hơi vui mừng, thân hình chợt động đã bay tới. Nhận hắn vừa bay được một khoảng đã khẩn cấp dừng lại. Lúc này phía trước hắn có một khoảng có ba bóng đang im ắng lơ lửng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Điện chủ Hồn Điện, ba bóng đen kia rõ ràng là nhóm người của Hồn Điện, không ngờ bọn họ lại xuất hiện trong nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng cứ như đặc biệt đợi hắn tại đây vậy. Tại sao các ngươi lại ở đây? Nhìn chằm chằm cả ba người, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Lúc nói chuyện thì đấu khí trong người cũng đã âm thầm vận chuyển. Không có gì, đến để cho ngươi xem một số thứ thôi. Điện chủ Hồn Điện mỉm cười, lòng bàn tay bỗng hiện ra từng luồng khói đen. Làn khói này khẽ xoay tròn rồi hóa thành một nam tử hơi mờ ảo. Nhìn bóng dáng này, Tiêu Viêm như bị sét đánh, lẩm bẩm nói. Phụ thân, Tiêu Chiến, thứ bị điện chủ Hồn Điện kéo ra kia rõ ràng là Tiêu Chiến, nhưng chỉ là một linh hồn thể. Viêm Di, nghe được tiếng Tiêu Viêm thì thào, thân ảnh của Tiêu Chiến rung lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về người thanh niên gầy gò trước mặt. Tiêu Viêm, đối địch với hồn tộc ta chỉ là một kết cục duy nhất, đó là gia tăng cửa nát. Khuôn mặt của điện chủ Hồn Điện hiện lên một vẻ cười lạnh, chờ bàn tay chậm rãi đưa lên đỉnh đầu Tiêu Chiến chậm rãi nói. Nếu bây giờ đã bắt được ngươi, thì hắn cũng không cần phải tồn tại nữa. Dừng tay, nhìn thấy động tác của điện chủ Hồn Điện, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng thoáng đỏ lên. Nghe tiếng hô của Tiêu Viêm, điện chủ Hồn Điện lại cười lạnh, bàn tay nắm chặt lại. Linh hồn của Tiêu Chiến bỗng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tỏa ra xung quanh, cuối cùng tan biến trong hư không. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn những điểm sáng ấy tan biến, thân thể run rẩy mạnh liệt, một luồng sát ý kinh khủng điên cuồng bộc phát ra từ sâu trong đáy lòng của hắn. Dường như cảm nhận được sát ý điên cuồng của Tiêu Viêm, khuôn mặt của điện chủ Hồn Điện hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hai mắt của Tiêu Viêm đỏ ngầu, hơi thở hỗn hển nhìn chằm chằm điện chủ Hồn Điện trước mặt. Hắn bước mạnh lên một bước, nhưng vào khoảnh khắc hắn dậm chân xuống thì thân thể đã cứng lại, vô số hỏa diễm màu trắng ngà đột nhiên trào ra từ lỗ chân lông trên người của Tiêu Viêm điên cuồng thiêu đốt hắn.
y hỏa, cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền ra từ cơ thể, thì Viêm cũng khôi phục lại một ít lý trí. Hắn cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nhóm người điện chủ hùng điện trước mặt đã biến mất. Không xong, trúng kế rồi, tất cả nơi này đều là ảo ảnh nhằm kích phát cảm xúc của con người. Một màn này làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ra chỗ kỳ quái trong việc này. Y hỏa thì mạnh nhưng không có ai khống chế, muốn đốt ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Tiêu Viêm cắn răng, thu ấn dành trong biến ảo, vận chuyển dị hỏa mới được dung hợp điên cuồng cuốn đến mọi chỗ trong thân thể. Hai loại dị hỏa bắt đầu giằng co trên thân thể của Tiêu Viêm. Sau một lát thì hỏa diễm màu trắng gà rốt cuộc cũng bị dẹp tan, sau đó được Tiêu Viêm ép ra ngoài thông qua lỗ chân lông. Chờ đến khi toàn bộ hỏa diễm màu trắng gà rời khỏi thân thể của hắn thì Tiêu Viêm mới đổ mồ hôi lạnh, hơi thả lỏng thân thể. Cũng may là hắn có tính đề kháng với hỏa khá cao, nếu không, lần bất cẩn này cũng có thể làm cho kinh mạch trong người của hắn hóa thành bột phấn. Không hổ là yêu hỏa, ảo cảnh nó chế tạo ra không hề kém với bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, vận chuyển dị hỏa tập trung về đôi mắt. Khi mắt hắn được dị hỏa bao phủ thì cả phiến không gian này cũng biến đổi, biển lửa vô tận đã biến mất, thay vào đó là một làn sương trắng ngà có phạm vi chừng 10 trượng. Trong sương mù này có hơn 10 người đang chuyên tâm bay đi bay lại, thậm chí có một vài người đã bị hỏa diễm màu trắng ngà bao phủ, cuối cùng hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhanh chóng đảo qua làn sương trắng ngà này, sau đó liền hiểu những ảo cảnh kia hẳn là bắt nguồn từ làn sương này. Sư phụ, ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua, bỗng cảm thấy hoảng sợ tột cùng. Trước mặt hắn không xa có một thân ảnh đang lơ lửng, rõ ràng chính là Dược lão. Nhưng giờ phút này khuôn mặt của lão hiện lên một vẻ thống khổ, bên ngoài thân thể đã mơ hồ xuất hiện một hỏa diễm màu trắng ngà, rõ ràng đó chính là dấu hiệu bắt đầu sự thiêu đốt của yêu hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm trắng sữa bốc cháy quanh thân của Dược lão, mà trong lòng của Tiêu Viêm lại càng thêm hoảng sợ. Hắn hiểu rằng yêu hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể kia khó đuổi đi đến cỡ nào. Nếu không phải trong cơ thể của hắn có 5 loại dị hỏa bảo hộ thì lúc bị yêu hỏa thiêu đốt hắn cũng đã trọng thương. Tuy Dược lão là cường giả đấu thánh nhưng hiện tại không có dị hỏa thương trợ, nên nếu bị yêu hỏa nhân cơ hội này xâm nhập vào cơ thể thì tất nhiên sẽ bị trọng thương. Lúc trong lòng của Tiêu Viêm còn đang kinh hãi thì thân hình của hắn giống như là phản xạ có điều kiện, lóe lên một lần đã xuất hiện bên cạnh Dược lão. Hắn mạnh mẽ ấn một trưởng vào sau lưng của ông, tiếp đó là một tiếng quát vang lên. Tiêu Viêm đã dung nhập cả linh hồn dao động xen lẫn với sóng âm vào trong tiếng quát này để tạo thành tiếng quát. Nó vang vào tai của Dược lão rồi sau đó mạnh mẽ đánh vào linh hồn của ông. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dược lão lập tức trở nên trắng bệch ra, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra tức thì. Dược lão mở hai mắt ra nhìn thẳng qua Tiêu Viêm đang ở bên cạnh, miệng không ngừng thở hổn hển. Một lát sau, ông vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói: "Tình lý y hỏa thật là khủng khiếp, như vậy mà lại biết bày ra huyễn tượng để dẫn phát dao động cảm xúc của con người, khiến cho bản thân tự dẫn lửa thiêu thân. Nếu lúc trước không phải là con thức tỉnh ta thì chỉ sợ e rằng hiện tại ta đã thê thảm rồi." Tiêu Viêm cười khổ chờ ánh mắt đã qua chung quanh rồi nói: "Sương mù ở nơi đây có phần cổ quái, hay là trước tiên chúng ta cứ ly khai nơi đây đã. Nhóm người của Hỏa Vân lão tổ đâu rồi?" Dược lão nhíu nhíu mày có chút lo lắng, không gian y hỏa này thật sự quá mức quỷ dị, khắp nơi đều là những nguy hiểm chí mạng, cho dù là cường giả đấu thánh có tiến vào thì cũng không dễ dàng đối phó. Lúc trước con đã xem qua tình hình chung quanh, không thấy bóng dáng của đám người Huân Nhi ở khu vực này. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hơi chút trầm ngâm rồi nói: "Bọn họ phân nửa đều là đi cùng Huân Nhi và Tự Nhiên, nên có khả năng xuất hiện ở một chỗ khác. Hơn nữa thực lực của những người kia cũng đều rất mạnh, nên muốn thoát ly khỏi ảo cảnh là vấn đề không khó." Dược lão cũng khẽ gật đầu, ở địa phương quỷ quái như thế này thì coi như là có lòng muốn cứu trợ thì cũng không có biện pháp nào cả. Điều may mắn nhất là bên mình cũng không cho toàn bộ đội ngũ tiến vào nơi đây, chứ nếu không thì có khi đã chết gần hết rồi. "Đi thôi lão sư." Tiêu Viêm vẫy vẫy tay rồi liếc mắt nhìn về phía mấy tên gia hỏa vẫn còn lâm vào trong ảo cảnh, sau đó lao vút ra ngoài đám sương mù. Hắn không phải là anh hùng thích đi cứu giúp người khác, nguyên một đám đến đây đều là vị tinh linh yêu hỏa, đều là đối thủ cạnh tranh của hắn, vì thế không việc gì phải tự bi để dẫn đến phiền toái cho bản thân. Hai người Tiêu Viêm và Dược lão sau khi thoát ly ảo cảnh thì cũng không dừng lại, phi hành được mấy phút ngắn ngủi đã chạy thoát ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Khi đi ra khỏi chỗ đó thì thân thể của hai người Tiêu Viêm đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả hai nghiêng đầu nhìn về phía không gian có sương mù quỷ dị màu trắng đục mà không khỏi thở dài một tiếng. "Tiêu Viêm ca ca." Ngay khi hai người định di chuyển thì phía trước truyền đến một tiếng gọi trong trẻo. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bình đài khổng lồ đang trôi nổi trên không trung, mà ở sau bên trong đó là một cái cửa cự đại màu trắng. Hiện tại, đám người Huân Nhi đang túm tụm lại bên trên đài này, ánh mắt của bọn họ hiện rõ ra sự mừng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Viêm bình yên từ bên trong sương mù đi ra. Khi vừa mới nhìn thấy đám người Huân Nhi và Tự Nhiên thì Tiêu Viêm cũng nhanh chóng hạ xuống dưới, sau đó hắn liếc nhìn về phía Dược lão rồi đôi mắt phun ra hỏa diễm, qua một khoảng thời gian vẫn không xảy ra chút thay đổi nào. Đây không phải là ảo cảnh, thấy thế Tiêu Viêm mới thở dài một hơi cười cười mà nói: "Mọi người không sao chứ?" "Không sao." Đám người Huân Nhi cũng nhanh chóng nhìn tiếp hai người, lắc đầu cười cười, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi mà than. Thật sự không nghĩ tới là tịnh lý y hỏa lại có thể phóng thích ra mộng yểm thiên vụ. Xem ra trong ngàn năm này, thực lực của nó lại thình tiến thêm rất nhiều đây. "Mộng yểm thiên vụ?" Tiêu Viêm khẽ giật mình rồi hỏi. "Đúng vậy, vùng vũ khí đó có thể làm cho con người mãi mãi chìm đắm trong ảo cảnh chính là độc môn tuyệt kỹ của tịnh lý y hỏa. Nghe nói tịnh lý yêu thánh thi triển ra chiêu này có thể bao trùm cả một tòa thành, khiến cho tất cả mọi người trong tòa thành đó đã bị chìm trong ảo cảnh mà lầm tưởng rằng bản thân đã sống được cả mấy trăm năm. Rồi sau đó khi sương mù tan đi thì bọn họ mới giật mình phát hiện ra rằng kinh nghiệm thật giả trong mấy trăm năm nhân sinh ấy chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi." Cổ Nam Hải cười nhạt một tiếng, sau đó thở dài mà nói: "Nghe nói ở ngàn năm trước tịnh lý yêu hỏa còn chưa thể thi triển được chiêu này, vậy mà không nghĩ đến hiện tại nó lại có thể làm được. Xem ra chuyến này thực sự là rất hung hiểm đây." Tịnh lý yêu thánh. Khi Tiêu Viêm nghe được cái tên này thì lập tức nhớ đến quần sáng từng bí bên trong não hải của hắn. Đây chính là bút tích của tịnh lý yêu thánh.
Nhưng chẳng qua, điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là trước kia Y Hỏa phản ứng với quần sáng kia rất kịch liệt, mà tại sao khi tiến vào trong này thì mọi thứ lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người khác đâu rồi? Tiêu Viêm đảo mắt lướt qua mọi người, rồi sau đó lại nhìn về bốn phía xung quanh. Nhưng mà hắn phát hiện ra rằng ngoại trừ đám người bên ngoài ra, thì bên bình đài này lại không thấy bóng dáng bất kỳ kẻ nào khác. Vùng không gian này chính là thiên hạ của Tịnh Ly Y Hỏa. Ngay khi chúng ta vào trong, thì trên cơ bản coi như là chúng ta đã rơi vào trong lòng bàn tay của nó. Cho nên khi ngươi vào được truyền tống đến đâu, thì đều là do nó quyết định. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Huân Di nhẹ nhàng đáp lại. Nó hẳn là cố ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Không gian nơi đây cực kỳ quỷ dị. Lúc trước ta đã cố gắng dùng sức để phá tan sự trói buộc, nhưng mà cũng không làm gì được. Ngược lại còn bị phản vệ. Nơi này giống như là một nhà lao cực kỳ chắc chắn. Muốn mạnh mẽ xé rách nó là điều không thể. Cổ Nam Hải lắc lắc đầu, ánh mắt dõi về phía đại môn đang đóng chặt rồi nói tiếp. Dựa theo những kinh nghiệm trước đây của các tiền bối trong tộc, thì trước đó cũng đã xuất hiện tình cảnh như thế này. Nếu chúng ta men theo con đường phía sau cánh cửa này, ắt sẽ gặp được Tịnh Ly Y Hỏa. Nhưng mà nếu đi theo con đường đó sẽ phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thì mới đến được đích. Nơi đây là do Tịnh Ly Y Hỏa bố trí, nếu mạnh mẽ xông qua thì e rằng rất khó. Tiêu Viêm cau mày rồi nói. Nơi này chính là địa bàn của Tịnh Ly Y Hỏa. Cho dù chúng ta muốn nhìn thấy được bản thể thì phải tuân theo quy củ do nó đặt ra. Cổ Nam Hải cười nhạt, vừa muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên không gian xung quanh dao động kịch liệt hẳn, nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao đột biến. Cẩn thận, tràng cảnh trước mặt này đã khiến cho lông mày của Cổ Nam Hải cũng phải nhíu lại trầm giọng. Đương nhiên, cho dù không có lão nhắc nhở thì hiện tại đám người Tiêu Viêm cũng đã cẩn thận đề phòng, quét mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này vùng không gian này càng vặn vẹo trở nên quỷ dị quá mức, khiến cho mọi người phải cực kỳ cẩn trọng để ứng với nó. Cùng lúc này, không gian càng ngày càng trở nên bất ổn. Sau đó không ít khe hở bỗng nhiên sinh ra, đến khi chúng vỡ hẳn thì từng cột lửa màu nhũ bạch như là sóng to gió lớn đột nhiên xuất hiện. Nhưng điều đó cũng chưa phải là tất cả. Ngay sau đó, từng bóng những ảnh hỏa diễm giống như là thủy triều phóng ra từ bên trong các khe hở, lập tức trên các khoảng bao la của phiến không gian này đã bị những nhân ảnh đó nêm chặt kín. Những nhân ảnh này đều là do hỏa diễm quấn quanh thân thể, trong tay của chúng nắm chặt hỏa diễm trường mâu, tất cả giống như là khô lỗi vậy, đôi mắt đều không mang chút cảm xúc nào nhìn chòng chọc vào đám người của Tiêu Viêm. Khi nhìn thấy rất nhiều những hỏa diễm nhân ảnh này, ánh mắt của Tiêu Viêm đầy sợ kinh ngạc. Hắn phát hiện ra rằng bọn chúng không nhận có hình thể mà ký tức của từng cá nhân cũng không yếu chút nào. Cẩn thận, đây chính là những cường giả đã bị Tịnh Ly Y Hỏa luyện hóa trở thành hỏa nô, nên chúng tương tự như là một loại khô lỗi vậy. Khi nhìn thấy những hỏa diễm nhân ảnh này thì ngay lập tức Cổ Nam Hải trầm giọng quát lên. Ngay khi âm thanh của Cổ Nam Hải vừa dứt thì ngàn vạn hỏa nhân kia chợt sống lên điên cuồng, đồng thời bọn chúng cũng đều xuất thủ, tất cả đều phóng đến đám người Tiêu Viêm, thành thế như là che trời lấp đất. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy thành thế hung mạnh của đám khô lỗi, lông mày của hắn cũng không khỏi phải nhíu lại. Hắn vung tay lên, lập tức phát tán ra những luồng khí kình khủng bố, trong chốc lát đã đánh nát gần cả trăm hỏa diễm nhân ảnh thành tương. Ngay khi Tiêu Viêm phát động công kích thì đám người Huân Nhi cũng đã phát ra công kích của bản thân. Mọi người ở đây cũng đều là cường giả đấu thánh, khi xuất thủ lập tức tạo nên thành thế nghiêng trời lệch đất, từng hỏa diễm nhân ảnh nhanh chóng đã bị đánh thành hư vô. Nhưng cho dù là đám người Tiêu Viêm có công kích mạnh mẽ đến như thế nào đi nữa thì đám hỏa nô kia cũng liên tục tuôn ra giống như là bất tận, giết mãi cũng không hết. Nếu cứ đánh tiếp như thế này thì cũng chỉ là vô dụng, đành phải đi vào trong kia thôi. Cổ Nam Hải trầm giọng quát. Tiêu Viêm khẽ cau mày, trầm ngâm một lát rồi cũng khẽ gật đầu mà nói. Đi. Lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt thì ngay lập tức hắn giẫm mạnh chân lên mặt đất, rồi thân hình lao đi một cách dữ dội. Những hỏa nô chặn đường hắn lao ra trong phạm vi 10 trượng đều bị nổ tung hết, cả đám lấy thế như là chạy che xông ra khỏi hỏa diễm quần nhân. Đến cuối cùng thì mỗi người đều bộc phát ra sức lực tung trượng lên đại môn. Đại môn bị nhiều đòn tấn công cùng lúc nên đã vỡ vụn ra, hỏa nô vô cùng vô tận phía sau cũng gần truy sát, cứ lơ lửng trôi nổi trên không trung. Đi thôi, dựa theo những gì tiền bối trong tộc nói thì phải cần đến điểm cuối của Y Hỏa đại điện, chỗ đó mới là vị trí bản thể của Y Hỏa. Cổ Nam Hải quát. Sau khi Cổ Nam Hải quát lên thì đám người Dược Lão cũng không di chuyển ngay mà ném ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kẽ trâu mày thoáng nhìn về phía đám hỏa nô vô cùng vô tận ở phía sau, rồi quay đầu nhìn vào đại môn. Hắn mới trầm mặc một lúc, sau đó mới gật đầu nói. Đi thôi. Khi nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu thì Cổ Nam Hải cũng khẽ gật đầu đáp lại, sau đó thân hình vừa động đã dẫn đầu lướt vào đại môn, rồi đám người Huân Nhi cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã di chuyển thì lông mày của Tiêu Viêm cũng hơi cau lại. Lượng hỏa nô nơi đây vô cùng vô tận, nếu muốn phá vỡ cục diện này thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới mà thôi. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao trong lòng của hắn cứ cảm thấy có chút bất an. Vùng không gian y hỏa này thật sự là quỷ dị hết sức. Hỏa diễm nhũ bạch tràn ngập ánh mắt của mọi người trong đại điện khổng lồ. Trên quảng trường rộng ước chừng cả mấy ngàn trượng của nó, vô vàn hỏa diễm nhân ảnh đang đứng yên lặng. Trong phiến không gian này, bọn chúng không hề tạo nên một tiếng động nào, nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Luồng khí thế kia dường như giống như dung hợp lại một chỗ, tạo thành một con rồng lửa xoay quanh đỉnh đầu của những nhân ảnh này, tất cả đều hiện ra sát ý vô biên. Khi đám người Tiêu Viêm nhìn thấy trận chiến ở trong một góc của đại điện thì cả đám không nén nổi phải chau mày. Đây cũng không phải là lần đầu tiên khi họ nhìn thấy cảnh này, nhưng sau khi vào đại môn kia thì họ đã xông qua ba cái đại điện giống như thế này. Vấn đề khác nhau duy nhất là đi vào càng sâu thì thực lực của đám hỏa nô càng mạnh. Ví dụ như đám hỏa nô mà bọn họ đang gặp trước mặt, dựa theo cảm ứng của đám người Tiêu Viêm thì mỗi tên đều có được thực lực đấu tôn. Trong mắt của đám người này, tuy một tên đấu tôn chẳng có gì đáng kể, nhưng khi số lượng của chúng lên đến 10,000 thì cho dù là cường giả đấu thánh cũng cảm thấy bị tra tấn tinh thần đó. Mà đặc biệt hơn nữa là bọn hỏa nô này có thể phối hợp liên thủ với nhau một cách hoàn mỹ, tạo ra uy lực khiến cho người ta phải sợ hãi.
Cổ trưởng lão, nếu cứ tiếp tục xông tới thì đến lúc nào mới vượt qua đây? Tiêu Viêm kẻ cau mày không nhịn được mà nói. Vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết. Không gian y hỏa này được Tịnh Ly Hỏa khống chế hơn cả ngàn năm, nên chuyện nó biến nơi đây thành đầm rồng hang hổ là điều không thể tránh khỏi. Nếu không như vậy thì nó cũng không thể tồn tại đến tận bây giờ mà đã bị người khác bắt đi rồi. Cổ Nam Hải lắc đầu xong nói. Nghe câu trả lời này, đôi mày của Tiêu Viêm càng nhăn tít lại, nhưng hắn cũng không thể làm được gì hơn. Cái không gian y hỏa này quá mức quỷ dị, địa phương nào họ vừa xông qua đã biến mất một cách quỷ dị. Tình huống này giống như là một cái bàn tay vô hình đang không ngừng khống chế và dẫn dắt cuộc chơi, khiến cho họ không thể không tiến lên về phía trước. Lúc trước tiền bối trong tộc các vị cũng đã xông qua những cái quan khẩu này rồi sao? Ngàn năm trước, Tịnh Ly y hỏa đã mạnh đến như tình trạng hiện tại rồi sao? Ánh mắt của Tiêu Viêm chợt lóe rồi hỏi tiếp. Ngàn năm trước thì không bắt được Tịnh Ly Hỏa, nhưng đã khiến cho nó trọng thương. Mà qua thời gian ngàn năm này thì có lẽ thương thế của nó đã hoàn toàn bình phục, thậm chí sức mạnh còn tiến bộ hơn nhiều. Nếu quan sát một yểm thiên vụ thì hiện tại Tịnh Ly Hỏa đã rất mạnh. Cổ Nam Hải từng ngừng một chút rồi nói. Vậy sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thấy vòng trời trên đại điện, đôi mắt của hắn lại lóe sáng rồi nói. Xem ra Tịnh Ly Hỏa này muốn biến chúng ta thành con rối để đùa nghịch đây. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm thì cả đám cũng đều nhíu mày lại. Bị một ngọn lửa quái gở chơi đùa quả thật làm cho người ta không có cách nào có thể chấp nhận được. Đi tiếp thôi. Tiêu Viêm cũng hơi trút trầm ngâm, một lúc sau mới khẽ buông tay lên và nói tới ngữ điệu đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Câu này đã khiến cho cả đám cũng đều giật mình, rồi sau đó cùng nhau gật đầu. Thân hình của họ khẽ động, cả nhóm người cùng xuất thủ một lúc, lấy khí thế không gì cản nổi trong mắt đã hủy diệt đội quân hỏa nô trong đại điện. Sau đó, cả đám người hóa thành một dải ánh sáng, chỉ lập lòe mấy lượt đã đến điểm tận cùng trong đại điện, rồi lại một lần nữa ngang nhiên phá cửa mà vào. Trong thời gian kế tiếp, đám người Tiêu Viêm đều lặp đi lặp lại những hành động buồn tẻ mà đơn điệu như cũ. Nếu có khác thì chỉ khác biệt về thực lực của hỏa nô của các đại điện mà thôi. Đám hỏa nô đó càng lúc càng mạnh, thậm chí có một lần giao chiến cùng với đại quân hỏa nô thì Hỏa Vân lão tổ cũng đã chịu một vài vết thương. Tuy tình hình của những người khác có khá hơn đôi chút, nhưng sắc mặt cả đám cũng đã trở nên ngưng trọng hẳn. Một đường song phá này chả khác gì là bọn họ phải giao chiến với mấy tên cường giả đấu thánh cả. Sự tiêu hao quả là không nhỏ thế nào. Cửa vào của đại điện đã bị Tiêu Viêm không chút biểu cảm đánh cho nát ra. Sau khi đá vụn văng khắp nơi thì lại một đại điện khác xuất hiện trong tầm mắt của họ. Điều này làm cho cả đám thấy mệt mỏi vô cùng. Cái thứ đại điện không có điểm dừng này bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Ồ, Tiêu Viêm kẻ đảo mắt qua một vòng trong đại điện, nhưng ngay lập tức hắn kinh dị mà ồ lên một tiếng. Bởi vì trong đại điện lúc này cũng không còn tràn ngập những tên hạ nô như trước đó. Xong quan kết thúc rồi sao? Ngay lập tức Huân Di cũng đã phát hiện ra tình huống mà hỏi một cách kinh ngạc. Không phải. Cổ Nam Hải chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của lão đăm đăm tập trung vào trung tâm của đại điện, nơi đó có một thân ảnh gầy gò đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể của hắn cũng không có hỏa diễm quấn quanh, hai mắt của hắn nhắm chặt lại, cùng với đó là một khí tức cường hãn tựa như là Thái Sơn áp đỉnh phóng ra trên người. Tử Tình Đấu Thánh cảm nhận được thực lực của đối phương, thân hình của Cổ Nam Hải lẫn Tử Nghiên cũng đều khẽ chấn động, vẻ mặt của hai người cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Tuy hai người đều là cường giả Tử Tình Đấu Thánh, nhưng nếu so về thân ảnh gầy gò kia thì đối phương lại mạnh hơn họ một bậc. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa nô sao? Giọng điệu của Tiêu Viêm có chút điên cuồng. Không lẽ Tịnh Ly Hỏa lại khủng bố đến tình trạng như thế sao? Nó lại có thể biến cường giả Tứ Tinh Đấu Thánh thành hỏa nô. Miễn cưỡng xem là hỏa nô, nhưng dù sao hắn vẫn còn chút linh trí của bản thân. Nếu so với những tên hỏa nô bị Tịnh Ly Hỏa khống chế hoàn toàn thì hắn vẫn có quyền tự chủ. Sắc mặt của Cổ Nam Hải tràn đầy vẻ ngưng trọng mà nói. Xem ra đây hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Nếu vượt qua thì chúng ta có thể đến được chỗ của Tịnh Ly Hỏa. Điều này chỉ sợ không dễ dàng chút nào. Tiêu Viêm cau mày rồi nói. Cho dù với đội hình của bọn họ, muốn đánh bại một vị cường giả Tứ Tinh Đấu Thánh thì cũng không dễ một chút nào cả. Nếu đã đi đến đây rồi thì chúng ta đã không còn đường lui nữa. Tự nhiên giang tay về phía của Tiêu Viêm, sau đó đôi mắt đẹp của nàng cũng nhìn về phía của Nam Hải mà nói với phần lười biếng. Hai chúng ta cùng động thủ để nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi. Chuyện ở nơi này ta đã chán lắm rồi. Cổ Nam Hải không hề cự tuyệt, tự thân của ông ta cũng hiểu được rằng nếu chỉ một trong hai người bọn họ đối đầu với nam tử gầy gò kia thì thật sự rất là khó khăn. Chú ý động tĩnh của bốn phía xung quanh, thủ trưởng của Tiêu Viêm khẽ vung lên rồi nói. Ngay sau đó đám người kia lặng yên không một tiếng động mà lướt vào đại điện, đến cuối cùng tất cả cũng đều phân tán ra bao vây thân ảnh gầy gò kia. Cùng lúc này, Tự Nhiên và Cổ Nam Hải cũng đồng thời tiến lên trước mặt của người kia. Đang lúc bước chân của mọi người rơi trên đại điện thì bóng người đang nhắm chặt kia cũng chậm rãi mở mắt ra. Hiện giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một đôi đồng tử đen kịt với vẻ hờ hững vô tình. Tuy nhiên, nếu so sánh với mấy tên hỏa nô lúc trước thì rõ ràng là nó vẫn linh động hơn mấy phần. Nhưng dù sao đi nữa thì đôi mắt đó cũng thật sự quá lạnh và vô cảm. Đôi mắt vô cảm ấy cứ nhìn chằm chằm vào hai người Tự Nhiên và Cổ Nam Hải ở trước mặt. Song phương cứ như thế nhìn nhau nhưng không nói một lời nào. Chẳng qua, không khí dương cung bạc kiếm cũng đang dần dần muốn bùng nổ. Khi đến gần, đám người Tiêu Viêm mới nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh gầy gò kia chỉ là một bộ quần áo hết sức bình thường không có gì đặc biệt, mà khuôn mặt của hắn lại cứng nhắc vô cùng, đôi mắt của hắn lạnh lẽo đến mức người ta có thể liên tưởng nó với huyền băng vạn năm. Trong đại điện đang vô cùng yên tĩnh thì bỗng nhiên mặt đất ầm ầm rung động. Lúc này thân ảnh gầy gò đang trôi nổi hư không, chợt nhẹ nhàng nắm chặt lấy một thanh huyết hồng, cự phủ cực kỳ khoa trương mà quá dị. Nó có kích cỡ khổng lồ chừng cả mấy trăm trượng, nhưng bỗng dưng xuất hiện không tiếng động bên cạnh thân kia. Điều này làm cho họ cảm thấy có phần bối rối, nhưng những ai nơi này đều hiểu rõ rằng bên trong thân ảnh gầy gò đó ẩn chứa một lực lượng đáng sợ đến dường nào. Người
này thật quá mạnh mẽ. Sắc mặt của Tiêu Viêm hiện lên một vẻ ngưng trọng vô cùng. Hắn không sao tưởng tượng nổi vì sao loại cường giả như thế này lại bị Tịnh Liên Y Hỏa khống chế. Khi Cổ Nam Hải nhìn về phía Huyết Sắc Cự Phủ thì lông mày của hắn cũng khẽ nhíu lại, dường như hắn đang nghĩ về một điều gì đó. Ngay sau khi Huyết Sắc Cự Phủ xuất hiện thì song phương cũng không có nói nhảm điều gì, sau ánh mắt nhìn nhau, sau đó cùng phong bốc lên. Cả ba người lấy một khí thế cường hoành mà đối chiến với nhau, chỉ trong chốc lát đã tạo ra ba động kinh thiên, làm cho đám người Tiêu Viêm đang ở gần đó cũng phải cấp tốc lui về phía sau. Trên đại điện rộng lớn, ba đạo thân ảnh đang lấy một tốc độ khủng bố khiến cho người khác hoa mắt mà la vào nhau đánh đấm. Cùng với đó là những đá hoa lửa do ba người này đối chiến tạo thành bắn tung tóe ra khắp nơi. Cho dù là đại điện này rất cứng rắn thì hiện tại cũng đã bị đổ vụn thành từng khúc rồi nhanh chóng lan tràn ra thành những vết nứt. Bên kia, đám người Tiêu Viêm cũng đã lui đi rất xa. Ba cường giả Tử Tinh Đấu Thánh giao thủ cũng là chuyện mà bọn hắn cũng không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa, những dư âm ảnh hưởng do ba người giao chiến tạo ra cũng khiến cho bọn họ cảm thấy rét lạnh. Bên trong đại điện, đối mặt với hai người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải liên thủ thì thân ảnh gầy gò đang nắm Huyết Sắc Cự Phủ kia cũng không chịu yếu thế chút nào. Hắn muốn liên tục cự phủ trong tay tạo nên từng đợt gió xoáy. Chỉ trong chốc lát, một mùi máu tanh tưởi đã lan ra khắp cả đại điện khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo hẳn lên. Chẳng qua, tuy rằng hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao Tử Nghiên cùng với Cổ Nam Hải cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cho nên theo thời gian bị hai người liên thủ đối phó đã khiến cho hắn dần dần rơi vào thế hạ phong. Cho dù là rơi vào thế hạ phong, nhưng thỉnh thoảng hắn đang chống đỡ thế công của hai người, đôi lúc còn bất ngờ chuyển sang phản kích khiến cho hai người chật vật vô cùng. Có thể chắc chắn một điều rằng, nếu một trong hai người đơn đã độc đấu với hắn thì quyết không phải là đối thủ của tên gia hỏa thần bí này. Ba bóng mờ tại trung tâm của đại điện bỗng nhiên cùng va chạm vào nhau, làm khuếch tán ra một loại sóng âm ngân thật như là sóng nước đáng sợ vô cùng. Ngay sau đó, Huyết Phủ Nhân Ảnh kia cũng bị bắn ngược lại phía sau, bước chân của hắn nặng nề đâm thẳng xuống mặt đất tạo nên hơn 10 cái hố sâu. Huyết Phủ Nhân Ảnh bị mạnh mẽ đẩy lui đã khiến cho cặp mắt vô cảm của hắn bỗng nhiệt lên một vẻ nóng bỏng điên cuồng. Sau đó hắn gầm lên một tiếng vang vọng cả đại điện. Chỉ một thoáng sau khi hắn gầm lên thì ở trên bi tâm của hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt, bên trong đó bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái phù văn, mà khi phù văn này xuất hiện thì khí tức của hắn cũng đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng ngay khi ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn thấy cái phù văn kỳ dị này thì cả người của hắn giống như là bị sét đánh, khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi. Đây chẳng phải là tộc văn của Tiêu tộc sao? Đúng vậy, phù văn kỳ dị xuất hiện trên trán của Huyết Phủ Nhân Ảnh kia chính là tộc văn mà chỉ Tiêu tộc mới có. Tên này, hắn làm sao lại có được tộc văn của Tiêu tộc? Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.